Những việc thời gian qua đã làm được rất lớn, rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, thời gian sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung để hoàn tất giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh thi công để công trình được hoàn thành đúng kế hoạch. Tôi xin thay mặt các địa phương xin cam kết với Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo và bà con nhân dân là sẽ phối hợp với các bộ ngành trung ương, các cơ quan có liên quan theo dõi sát sao, thúc đẩy thường xuyên để công trình đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2025 và hoàn thành trong năm 2026. Dịp này thì chúng tôi cũng kính đề nghị các địa phương trong vùng dự án, các đơn vị liên quan, chúng ta hãy cùng nhau phối hợp chặt chẽ để hoàn thành dự án. Chúng tôi cũng kính mong bà con nhân dân, các tổ chức, các hộ gia đình tiếp tục ủng hộ, đồng hành, hãy cùng là đồng tác giả của công trình trọng điểm này, đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Kính đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Trung ương tiếp tục quan tâm đầu tư các công trình trọng điểm tại khu vực vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Cuối cùng xin kính chúc Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí